Khi mà có một người nào bán hàng cho quý vị và các bạn, họ bảo rằng họ bán cho quý vị và các bạn những chiếc máy mới nhưng theo tiền của những chiếc giá máy cũ, liệu các bạn có tin không? Theo tin. Chắc chắn các bạn sẽ không tin đâu. Và khi mà các bạn mua hàng ấy, khi các bạn mua những chiếc máy mới mà rẻ hơn vài triệu, chắc chắn các bạn cũng sẽ đặt nghi ngờ. Đó là cái vấn đề của rất nhiều khách hàng. Và hôm nay tại Điện Máy Minh Sơn nhá, chúng tôi sẽ bán cho quý vị các bạn một lô động cơ máy mới. Nói lại nhá, máy mới nhưng mà giá sẽ rẻ hơn so với việc các bạn mua đập thùng vài triệu đồng một chiếc. Chắc chắn các bạn đang nghi ngờ đúng không? Vậy thì đi theo tôi. Đây, các bạn có thể thấy được chúng tôi vừa về một lô động cơ xăng Honda GX390 và Honda GX270. Hàng mới tinh, chưa xài, chưa đổ xăng, chưa đổ nhớt. Và giá tất nhiên rẻ hơn so với đập thùng ở trên thị trường vài triệu đồng một chiếc. Đó là một cái rất là hời. Hàng này thì chúng tôi nhập được theo đường hàng bãi. Nhập được theo đường hàng bãi các bạn nhé. Động cơ xăng này là động cơ xăng Honda. Các bạn nhìn đi, tông xòe tông, một màu đen luôn, động cơ đen, áo tôi cũng đen. Rồi các bạn thấy không, một lô động cơ Honda GX390 và Honda GX270 đen xì. Chắc hẳn các bạn sẽ rất lạ vì cái lô vì cái động cơ xăng mới trên thị trường hiện nay không bao giờ có cái màu đen như thế này nha các bạn nhá. Màu đen này các bạn nhìn thấy đi, không bao giờ các bạn thấy trên thị trường luôn. Không bao giờ, trên thị trường chỉ có màu đỏ hoặc màu trắng thôi. Còn đây là hàng màu đen, màu black. Có thể những cái ký hiệu cái màu đen này thì Honda sản xuất bán riêng cho thị trường nước ngoài mà không phải thị trường Việt Nam. Có thể nó xuất sang thị trường Nhật hoặc xuất sang thị trường châu Âu thì họ làm những cái màu đen như thế này. Thường thì xuất sang thị trường Việt Nam mình chỉ có màu đỏ thôi. Còn đây là màu đen, ký hiệu của cái màu mà xuất sang thị trường châu Âu hoặc là thị trường Nhật. Để các bạn có thể thấy được, máy mới 100%, không ngoa một chút nào. Chúng tôi sẽ để riêng ra từng chiếc để các bạn xem. Ôi, nhìn tổng quan đi, các bạn nhìn tổng quan đi, số lượng rất là nhiều. Máy mới 100% luôn, lát chúng tôi sẽ quay chi tiết để cho các bạn xem. Đây, full tem mác luôn nhá. Đây, các bạn lại đây đi. Như con này full tem mác luôn này. Full tem mác luôn. Này, các bạn thấy không, GX240. Đấy, GCBJT. Đây là số series của máy nhá. Đấy, mới tinh luôn, chế Kenshi ở trên lốc này. Các bạn nhìn đi, nhìn có đam mê không ạ? Đấy, còn cả tem mác luôn này, xịn luôn, cam kết xịn, nhái giả đền 10 lần tiền. Ông nào mà bảo đây hàng giả hàng nhái đền 10 lần tiền luôn. Nếu mà có bằng chứng mà bảo đây là hàng giả hàng nhái. Này, full tem mác luôn, full tem mác luôn các bạn nhé, full tem mác. Các bạn thấy chưa? Full tem mác luôn. Rồi, tôi sẽ lấy ra một chiếc Honda 270 đi. Nào, đây các bạn nhìn thấy. Rồi, hàng này là hàng nguyên bãi về luôn nhá, mới chưa xài. Đây các bạn nhìn thấy nhá, sơn này, tất cả nguyên luôn. Để bụi chúng tôi chưa vệ sinh thôi. Đây, dây đây các bạn nhìn thấy không, dây mới tinh luôn, 270. Đây, ga này, nó có biểu tượng này, con rùa con thọ này. Cần ga này, mới tinh luôn, Boe này. Con lô này không vỡ một tí Boe nào luôn. Chế hòa khí nhá, Kenshi này. Các bạn thấy chưa? Nắp spap này. Mới quắng nhá, không có máy chưa chạy thế nào luôn. Này, mã số này, Honda GX màu đen này, black này, NH1 này. Mã của nó là 733 này. Quá đẹp luôn. Đây, các bạn thấy cổ xả này, bằng gang bên trong này, cái này này là chống nóng này, chưa gì thế nào luôn. Đây, máy mới chưa xài, chưa đổ xăng chưa đổ nhớt. Xem một tí ở bên trong nhỉ. Này, nắp xăng. Các bạn xem tất cả những cái máy ở Việt Nam mình không bao giờ có nắp xăng như này cả. Cái nắp xăng này, nắp xăng inox này. Các bạn thấy chưa, ở Việt Nam mình chắc chắn các bạn luôn, khẳng định 100% luôn, không có cái nắp xăng này. Tất cả các động cơ xăng ở Việt Nam. Máy chưa đổ xăng, chưa đổ nhớt nhá, khẳng định lại một lần nữa. Công tắc tắt bật này. Rồi, Thái Honda Moto, sản xuất tại nhà máy ở Thái Lan nhưng xuất sang thị trường châu Âu. Các bạn phải hiểu là như thế này này,
cái tiêu chuẩn xuất trong thị trường cũng cùng một nước nhá, sản xuất cũng như Honda Thái đi, xuất sang từng thị trường nó sẽ khác nhau. Giống như kiểu nếu mà những chiếc Honda mà xuất sang thị trường ở Mỹ thì thị trường của nó khắt khe hơn, hoặc thị trường châu Âu thì cái tiêu chuẩn của thị trường của nó sẽ khắt khe hơn so với thị trường Việt Nam. Thì những cái chất lượng của những cái máy mà xuất thị trường châu Âu bao giờ cũng sẽ tốt hơn. Đơn giản thôi, như là Camry xuất Mỹ và Camry sản xuất trong nước nó sẽ khác nhau, tiêu chuẩn nó sẽ khác nhau. Xuất sang thị trường châu Âu bao giờ giá nó sẽ khác, còn xuất sang thị trường cao cấp nó sẽ khác. Đấy các bạn thấy không? Mới tinh, đây nhá, 270. Còn đây bên này là 390 này. Đây. Không thì lấy con này đi. 390. Nặng vãi trưởng. Đây, các bạn nhìn đi. 390. Ôm giật 390 nhá. Màu đen Sea Black rất đẹp luôn. Full tem mác luôn. Đấy, nắp xăng này. Máy mới mà, máy chưa xài. Đây các bạn nhìn bên trong đi. Nhìn bên trong có tí xăng không? Chưa xăng nhớt. Quá VIP. Đồ này gọi là siêu VIP chứ không phải là quá VIP. Qua đi. Qua lọc gió. Tất cả máy mới. Các bạn mua máy mới rẻ hơn. Chỉ khác là không có thùng cắt tông thôi. Cái giá của cái thùng cắt tông quá cao đúng không ạ? Lọc gió nhá, không bị mùn tí nào luôn. Giờ khi các bạn mua những cái máy mới ở thị trường Việt Nam mình ấy, gọi là Honda xuất thị trường Việt Nam mình ấy, chất lượng nó đã kém hơn rồi mà giá lại còn cao. Các bạn mua một con 390 hiện tại bây giờ nó sẽ rơi vào tầm 13.500.000 một chiếc Honda GX390 ấy. Còn con này rẻ hơn khoảng tầm 4 triệu, rẻ hơn 4 triệu các bạn ạ. 13.500.000 mới đập thùng. Chiếc này thì chúng tôi đang bán với mức giá là khoảng tầm 9.500.000, rẻ hơn được 4.500.000. Chỉ khác cái là không có thùng cắt tông và chất lượng con này tốt hơn vì nó xuất ra thị trường nước ngoài. Còn hàng xuất ra thị trường Việt Nam thì sẽ khác. Đây các bạn nhìn kỹ đi, rất kỹ đi, không tưởng. Qua VIP. Ngày trước thì chúng tôi cũng có một lần có một lô này, các bạn nhìn này, dây nhá, thì tinh luôn. Nói sách với cái trứng. Trước 270, 240 à, và 390 này. Mới tinh. Giá rẻ hơn thị trường quá nhiều. Mới tinh con này 13.500.000. Lấy giá tại điểm máy Anh Sơn 390 là 9 triệu. 9.500.000. 9.500.000 các bạn nhá. Nếu các bạn muốn mua hàng thì có thể liên hệ với điện máy Vinh Sơn. Rồi chúng tôi quay nhanh cho các bạn xem được cái tình trạng hàng về như nào. Còn khi nào mà lát nữa vệ sinh xong chúng tôi sẽ test thử cho các bạn xem 1-2 chiếc để các bạn xem máy nó có bị lỗi gì không. Rất nhiều bác sẽ nói ở đây bị lỗi, khẳng định với các bạn luôn, không lỗi một tí nào cả. Lỗi chúng tôi đều bảo hành 12 tháng cho các bạn luôn. Các bạn nhá. Rồi một lần nữa thì cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau. Nếu thấy video này hay nhớ like, subscribe kênh, đăng ký và chuông thông báo để liên tục cập nhật những video mới nhất. Chúng tôi sẽ để số điện thoại ngay dưới màn hình video để các bạn có thể dễ dàng tiện theo dõi hơn và ghi lại. Rồi một lần nữa thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau.